Theo Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc, từ 8 giờ ngày 17 tháng 9 đến 8 giờ ngày 18 tháng 9, 8 tỉnh và khu vực của Trung Quốc sẽ có mưa to đến rất to như Sơn Đông, Giang Tô, Hà Nam, An Huy, Vân Nam, Nội Mông Cổ, Quảng Đông và Quảng Tây. Trong đó, một số khu vực như phía đông Hà Nam, phía bắc An Huy có mưa rất to. Trước đó vào sáng qua, Bão Bebinca đã đổ bộ vào Thượng Hải. Cơ quan khí tượng quốc gia Trung Quốc đã phải phát đi cảnh báo đỏ, mức cảnh báo cao nhất về thảm họa thiên tai, khi bão Bebinca chính thức trở thành cơn bão nhiệt đới mạnh nhất quét qua thành phố này trong 75 năm qua. Cơn bão đã làm cho một số ngôi nhà bị hư hại, hơn 10.000 cây xanh bị ngã đổ, hàng chục hecta đất nông nghiệp bị ngập, nhiều nơi mất điện, hàng trăm chuyến bay, chuyến tàu bị hủy. Sau khi ảnh hưởng của cơn bão suy yếu, trật tự giao thông của thành phố dần được lập lại trong chiều cùng ngày sân bay phố đông và hồng kiều của thượng hải đã nối lại các chuyến bay đến và đi các tuyến đường cao tốc tàu điện ngầm và phà trong thành phố cũng đã hoạt động trở lại